Ok, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành pháp sư, ông pháp sư Delafo này, để bắt đầu đi tiêu diệt các zombie. Rồi bây giờ mình bắt đầu sẽ đi lên trực thăng. Mình để lên trực thăng để tiêu diệt. Rồi ok. Từ từ mình sẽ trang bị một số chiếc súng cho nó đã. Đấy. Rồi ok. Rồi sau khi mình đã nâng cấp súng xong thì bây giờ bắt đầu thôi. Mình sẽ đi chiến đấu nào. Rồi nào, bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu tiêu diệt làm pháp sư. Pháp sư này giống y chang pháp sư Hunter luôn các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiêu diệt. Ê con nhìn mi kìa. Ôi không. Hết rồi, mình đã bị zombie tiêu diệt rồi các bạn ơi. Không được rồi. Mình đã dùng súng bắn mà nhưng mà nó không lẽ có nó là không ra đạn. Mình đã bị zombie tiêu diệt rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ làm lại. Rồi ok, từ từ. Bây giờ mình bắt đầu chơi thôi. Ê, mình đã có được một thêm một đồng đội nữa. Rồi. Có vẻ bây giờ nó không các bạn. Ôi, mình đã bắn được rất nhiều zombie, 2 zombie rồi. Đồng đội của mình thì rất là tốt luôn, một pháp sư nữa. Mình sẽ chuyển con cái búa đi đặt nó. Đây có zombie này, đập bắt đầu luôn. Đồng đội của mình đánh quá ghê. Mình chỉ cần dùng búa thôi. Rồi ok, bây giờ lên trực thăng nào. Thôi ra nào, anh bạn đồng đội của tôi. Lên thôi. Trời ơi, vừa một con zombie vừa lướt đầu lên. Đây là con zombie đấy. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ làm đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi. Uầy, có zombie rồi. Uầy, lần này mình sẽ dùng búa đập nó thôi. Uầy, một phát đứt ăn thứ hai con luôn. Đập cái đầu zombie, đập cái đầu zombie. Cái đầu zombie này, cái đầu zombie này. Bụp, bụp, bay hai cái đầu zombie. Rồi, rồi, quá trời con zombie là tiêu diệt mình. Bà, một con zombie này. Ôi, hai con zombie này, con zombie này rất là khỏe các bạn à. Mà thấy wow, thấy zombie càng ngày. Ôi, có một zombie chúa kìa các bạn ơi. Giờ làm sao đây, đông quá các bạn ơi. Mình phải chạy thôi. Ê, mình đã đưa cái súng rồi, mình bắn nó rồi ha. Cái súng này cũng khá lợi hại. Băng các người dám giỡn bắn thưa rồi. Rồi ok rồi, mau lên máy bay thôi để mình nhận. Mình nhặt thêm 2 đồng xu nữa. Ê, còn hai con của zombie này. Ôi, mình phải lên với máy bay thôi. May quá, mình vượt kịp lên máy bay luôn. Mình vượt kịp lên máy bay thì zombie xuất hiện ra rất là nhiều luôn. Quá may mắn vì mình đã kịp lên được máy bay. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận một hộp quà. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ đi tới nhiệm vụ tiếp theo nào. Wow, ê, có một hộp quà gì ở đây. Từ từ, mình sẽ đem búa ra đập mấy con zombie này trước đã. Mấy, mấy. À, à, hai con zombie đã chết. Con zombie nữa. À, 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 này rồi, búa láo này, này này. Quay chiếc máy bay trực thăng của mình đã tới tàu của mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên trực thăng và đi làm vụ tiếp theo thôi. Quay nhanh lên, nhanh nhanh nào, đừng để dưới mình. À,
Đó là đồng đội của chúng ta đấy, đồng đội của chúng ta đã thả nhân viên mình để chết những con zombie khác. Rồi ok, hẹn các bạn game sau nhé, chúng ta sẽ tiếp tục chơi game zombie này.